Hello, my name is Phan. Tufan! Classy, yes? Classy, yeah? Yeah? Now? Oh, hell. Hello, it's Tufan from the IELTS Workshop. Alright, I hope you're coping well with the slightly warm weather in Hanoi right now. The past few months have been extremely dull due to the coronavirus outbreak. So I suppose we can do something fun today with IELTS 4 skills. Alright, and what could be more exciting than writing? Yeah, the best skill ever. Alright, even better, let's have a chat with Mr. Grammar, alright? Let's get grammarous. Alright, so today we're looking at sequences. First, I need to tell you what it means. First, I need to tell you what it means. First, you see what I did there? Alright, so sequences là cái gì? Sequences là những cái từ nối thường bắt đầu ở đầu câu để mà giúp chúng ta xác định những cái thứ tự ý và giúp chúng ta nối ý từ ý này qua ý khác trong một bài viết, đặc biệt hữu hiệu trong writing task 1 dạng bài process. Alright, let's take a closer look. Để hiểu rõ hơn về sequences thì chúng ta hãy cùng nhau nhìn vào bài writing task 1. Ok, bây giờ chúng ta có đây là một cái biểu đồ dạng bài process về quá trình làm concrete cũng như là làm cement. Ok, làm bê tông và xi măng. Và nếu như chúng ta nhìn vào cái biểu đồ phía bên trái đó, thì đây thầy Tùng đã cho các bạn một số cái thông tin nó rất là đơn giản thôi để miêu tả cái biểu đồ này. Hiện tại chúng ta có 4 câu rất đơn giản như sau. Limestone and clay are crushed into powder. This powder is mixed before it passes through a rotating heater. It is ground into cement in a designated machine. The finished cement is packed into bags, ready to be used. Very simple. Alright, nhưng mà có vẻ như là đang có một thứ gì đó nó hơi bị thiếu thiếu ở đây. Thường thì chúng ta sẽ thêm cái từ nào để mà chúng ta biết rõ đây là 4 bước trong một công đoạn các bạn nhỉ? À đúng rồi, chúng ta sẽ dùng các từ nối, thường ở vị trí đầu đúng không? Nào mình thử nhìn vào đây nhé. Nếu mà cái bước đầu tiên thì mình hay thêm từ nối là gì nhỉ? Ok, đầu tiên. Alright, chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn đúng không? Ở đây chúng ta có thể dùng first. Hay là một cách khác, đầu mỗi giai đoạn chúng ta có thể dùng đó chính là at the beginning of the process. Very simple, yes? Alright. Và bước sau chúng ta có từ gì nhỉ? Sau đó. Sau đó một chữ cái có, một từ có 4 chữ cái. Alright, bắt đầu với chữ T. What is it? Alrighty, then. Okay, then. Sequence thứ hai thì muốn giới thiệu các bạn là then. What about the next one? Ok, thường mình đi hát karaoke đúng không? Cuối bài mà nhạc nó còn dài ấy, mãi nó không chịu hết bài thì mình hay nói gì các bạn nhỉ? Anh ơi cho em gì? Anh ơi cho em next. Ok, anh ơi cho em next. Ok, từ từ tiếng Anh các bạn nhỉ? Alright, next là phiên bản nâng cao tiếng Việt. Ok, nhưng mà các bạn Tây thì các bạn ấy không biết cái phiên bản nâng cao này, cho nên là chúng ta vẫn phải dùng cái cách phát âm cơ bản, đó chính là next trong tiếng Anh. Ok, và cuối cùng, rất đơn giản đúng không? What do we have here? Finally. Alright, very simple. Thế này thì clip chỉ thế này thôi à? Is that it? No, alright. We're gonna take it up a notch. Chúng ta lên thêm một level nhé. Ok, ví dụ thầy Tùng ngồi đây rất là lâu đúng không? Thầy Tùng rất là mỏi tay, mỏi chân đúng không? Thì thầy phải làm gì các bạn nhỉ? Thế đang làm gì ấy nhỉ? Thầy đang thay đổi cái gì các bạn? Alright. Thầy đang thay đổi cái position, alright. Nếu các bạn thấy chán thì hãy thay đổi tư thế, ok. Nào, chúng ta có thể thay đổi cái position gì trong tình huống này, alright. Nếu như chúng ta có một cái cụm từ để chỉ thứ tự ở câu đầu tiên, nó chính là ở vị trí đầu câu, thì câu thứ hai thì sao mình không đổi tư thế đi nhỉ, đúng không? Đổi cái position, thay vì viết ở đầu câu, thầy sẽ nhét nó ở vị trí the powder is then mixed. Ok, một cái thay đổi cực kỳ đơn giản từ đầu câu sang ở tầm giữa câu với từ next. Thầy cũng làm một điều tương tự đi. Ok, it is next.
Alright. Và tặng luôn, khuyến mãi các bạn thêm một từ nữa này. Afterwards, ground into cement. Alright. Còn finally, thầy vẫn để ở vị trí đầu câu như bình thường. Tại sao là chúng ta lại muốn thay đổi tư thế hay là chúng ta lại muốn thay đổi cái vị trí của từ trong câu? Đúng không? Và rất đơn giản thôi, chúng ta muốn đa dạng, chúng ta muốn cái sự flexibility của việc sử dụng từ vựng và các cấu trúc ngữ pháp trong IELTS. Thì đây, thậm chí là chúng ta còn không nhất thiết phải biết thêm một từ mới. Nhưng việc chúng ta làm rất đơn giản là gì? Thay đổi vị trí của nó. Và chúng ta đã thổi một cái hương thơm mới đến cho cái bài viết của mình rồi. Rất đơn giản đúng không nào? Right, that's it for me today. Tung Tha from the IELTS Workshop. Teacher of the sophomore, junior and pre-senior courses here. Alright, remember to like, comment and smash the subscribe button here. Alright, to see more content like this. Alright, Tung Tha signing off.